nhắn nha, chuẩn bị là phòng bê rửa tao nhé, có mặt tại nhà. Không, chị đi đi. Giờ mới lắm bây giờ. Thì tụi bị đi đi. Đúng rồi. Đúng mà. Tôi tìm quê, tôi tìm. Ủa, mày nói tao chú kia hả? Đầy đi mày chọc. Nói mèo chọc thì nói to lên. Hiểu. Ai đâu biết mà. Bấm lại bè nè. Cây cầu mình sách như luôn rồi. Không thì bớt xa mày. Chụp hết chụp bè rồi nè đạt. Bạn tao mà. Chịu để ý nó thôi chứ. Trời ơi. Thì thí dụ mày thích con nào đó mày phải để ý nó nói sao sao mày hiểu không, thích mình thâu chứ mày phải né ra chứ. Mày đâm đeo vô nữa mày. Nghe à, tớ nghe. Mà tớ thấy đi số lần nào tao nhắn tin với con nào đấy nó nói mà một khi là sao sao mà nói sao nó nhắc được gặp đến mà chuyện mà không, nó không thích là ngại chú sạc thôi đi, thôi đi. Trời, không chắc nó nói chết đâu hiểu mày à. Mày được cái cao trắng. Đập mặt xoay lại là. Vậy mà trắng. Mày trắng hả? Trắng mà. Mày cắt cổ xoay lại được. Mua cổ mở gan. Tao chắc tao không muốn vô tay ra nữa mà. Mẹ trắng. Mua mấy đâu bán 10 tỷ. Mua mấy đâu bán 10 tỷ. Gan nhá. Mày từ đi đâu? Cắt cái nhục đi. Mày thay đồ khác gan vô. Nó sẽ đẹp cao hơn. Ô đi. Cái là gan hay cái là thận gì vậy? Thận. À, đi chuyển cái đường không chết. Ê mày, chí mày. Lòng chí. Cái đá, cái máu cái lông nó tựa vô trong cái gan mà nói chung là bị suy á. Tựa vô. Tao biết tao cởi, tụi mày nghe, tụi mày không nghe. Mẹ nói tao giỏi giỏi gà quá. Tụi mày. Biết hết là tôi không hiểu luôn á. Biết nói cho nghe. Không biết im đi. Không biết còn nghe được tao nói. Tao không hiểu những thứ đó. Cái này nó chưa chở nó. Mày đưa cái thua xuống này.